Xin chào cả nhà. Hôm nay thì đội bà con hái lan rừng trong cái chuyến đi rừng tầm và hái lan ở khu vực rừng Đắc Côi của tỉnh Kon Tum thì có phát hiện ra một cái cây cổ thụ, và ở trên cái cây cổ thụ này thì nó xuất hiện một cái dê hoàng phi hạc, phải nói là nó to kinh khủng luôn mọi người nhé. Tức là khi mà bà con là cái đội gồm 5 người ấy, mọi người bắt đầu là đi vào trong rừng và quan sát xem những cái cây lớn, xem có những cái giống lan gì để treo lên hái ấy, thì phát hiện ra là có một cái dê hoàng phi hạc, phải nói là đứng từ dưới xa, theo lời bà con kể đứng từ dưới đất cây trên rất là cao, nhưng mà khi mà nhìn vào thì thấy ra một cái dê hoàng phi hạc, phải nói là nó to khủng khiếp luôn mọi người. Lần đầu tiên mà thấy ở rừng Kon Tum mà nó xuất hiện ra một cái dê hoàng phi hạc mà nó to vậy đó, thì theo ước tính là phải lên đới cả 100 thân luôn mọi người nhé. Và sau đó thì gồm 5 người bắt đầu là trèo lên cùng với nhau là cưa chặt, và mọi người biết rồi, đối với một cái dê khủng như vậy thì cái việc mà phát hiện là một chuyện, nhưng mà cái việc mà hái và mang được nó xuống dưới đất lại là một cái chuyện khác mọi người, bởi vì nó cực kỳ nặng luôn ha. Chỉ cần sơ sẩy một tí là có thể là cây nó rơi, hoặc là có thể là gây nguy hiểm tới cho người hái, bởi vì khi mà đỡ một cái dê mà nó to nó nặng như vậy thì phải gọi là những cái người hái lan rừng người ta phải có cái kinh nghiệm cực kỳ lâu năm mới mà hái mà mang xuống được mọi nha. Và sau khi là mang xuống từ trên cây cổ thụ xuống dưới đất, 5 người cùng với nhau mọi người nha, dùng hết sức lực thì mới mang được xuống. Và khi đếm lại thì phải nói là trời, nó đã cái cây đây mọi người xem, cây nó lên tới gần 100 thân mọi người nhé. Các bạn chị hồi giờ đã bao giờ thấy một cái dê hoàng phi hạc nào mà nó to mà nó lên tới gần 100 thân như vậy không? Thì cái cây này thì nó cũng, em nghĩ là nếu mà cái khả năng mà ở trong rừng mà nó to được tới mức độ này thì cái tuổi đời của nó cũng phải lên tới vài chục năm tuổi mọi người nhé. Không phải đơn giản mà kiếm được một cái dê như vậy đâu. Và cũng lần đầu tiên mà em thấy bà con có đi và hái về được một cái dê nguyên bản và nó to và nó khủng khiếp như vậy mọi người. Bình thường là vài chục thân là mình thấy ghê lắm rồi, đây gần 100 thân này em đếm rồi mọi người, nó phải rơi 80-90 thân mọi người nhé, kinh khủng luôn. Đây và do mọi người biết không, cái quá trình mà vận chuyển cây cũng như là cái đường rừng nó rất là khó khăn. Ví dụ đi đường băng thì không nói, nhưng mà cái đường rừng này nào lên xuống rồi vượt qua ngay cây này cây kia, cây gai bụi rậm, nên là mặc dù là cái lúc mà hái cây rất nguyên vẹn đẹp, nhưng mà khi mà mang về thì có một vài cái chóp lá này mọi người xem, một vài chóp lá nó bị lỗi ha, tơi cây cũng một vài chỗ nó bị sơ sướng tí thôi. Nhưng mà cái này thì anh em nếu mà sưu tầm thì chúng ta phải chấp nhận thôi mọi người, bởi vì cái cây này là cây rừng về, và cái quá trình mà vận chuyển hàng chục km đường rừng, sau đó rồi từ rừng về tới nhà thêm hàng trăm km nữa, thì cái việc mà sơ sẩy một vài thân thì nó chắc chắn là cái điều mà không thể tránh khỏi rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có được một cái dê rất là to, rất là đẹp để có thể là chơi, gọi là làm tác phẩm mọi người nhé. Đây mọi người xem, và đối với cái dê này khi mà tới cái mùa hoa nó sẽ nở chắc chắn thì rất kinh khủng. Những cái thân da mùa trước nữa nè, mọi người nhìn cái mật độ hoa nè, số lượng vòi hoa nó nhiều chưa. Và chắc chắn cái mùa Tết sắp tới khi mà những cái thân đây nó nở hoa thì mọi người sẽ thấy là tràn ngập gọi là sắc hoa của cây hoàng phi hạc ha. Hoa này đặc biệt cái là nở vào dịp Tết nữa, nên là phải nói là một cái cây rất ý nghĩa. Và đặc biệt là cái thân nào thân nấy nó mập ú mọi người nhé. Cái gen của cây này là thân nó mập ú, nó khỏe, cùng với đó là những cái bộ lá của nó mọi người, bộ lá lên cả lá mít luôn. Rồi đây mọi người xem, một vài thân này, một vài thân cái đầu lá ấy thôi, nhưng mà nói chung là về chúng ta trồng chăm sóc chơi hoa vẫn thoải mái ha. Sau đó thì nó sẽ lên mầm mới, thân mới, là tiếp tục cho một cái mùa dại mới. Lúc đó thì chắc chắn là các bạn chị sẽ còn cái số lượng thân nó còn lên nhiều nữa, lên cả cái số lượng hơn 100 thân nữa mọi người ha. Rồi bay, và đặc biệt là nó nguyên bản và nó bám chắc chắn luôn. Đây mọi người xem, to kinh khủng mà em cầm lên mà cầm không nổi luôn rồi. Đây bạn chị thấy chưa? Nó to kinh khủng khiếp luôn mà, gần 100 thân mà. Đây nó bám nè, bám rất là chắc chắn vào khúc cây nguyên bản. Và cái này thì em nghĩ là có lẽ đây là một cái dê già lan số 1 rồi, số 1 từ trước tới nay rồi, không thể nào mà kiếm thêm được một cái dê nào khác nữa. Hy vọng trong tương lai sẽ kiếm được một cái dê nào khác phá được kỷ lục của cây này. Nhưng mà hiện tại là cái cây này đang giữ kỷ lục là cái dê là lớn nhất mà em từng gặp mọi người ha. Rồi quá dã man, quá kinh điển luôn. Và hôm nay thì em quay clip lên đây thì để giới thiệu với anh em về cái dê già làng khủng khiếp này. Và ngoài ra thì nếu anh em muốn sưu tầm cái cây này để chúng ta về chơi chấn vườn, hoặc là sưu tầm làm giống một cái dê khủng để tham dự hội hoa lan, hoặc là chơi để chờ hoa và nở vào dịp Tết sắp tới, thì mọi người có thể liên hệ với em nhé. Giờ này em chia sẻ với giá là 1,5 triệu mọi người nhé, 1,5 triệu thôi. Và
cái tiền ship nó chắc rơi vào tầm hơn 100.000 mà nhé. Nhưng mà mọi người an tâm, cái tiền ship này thì bên em sẽ là bao ship cho mọi người. À, tức là các bạn chỉ việc là thanh toán đúng 1.5 triệu thôi, còn tiền ship thì bên em sẽ chịu bao ship ha. À, rồi, nói chung là giá cả đối với một cái dê cực khủng như vậy thì em nghĩ là đó cũng là một cái mức giá hợp lý để anh em có thể là sưu tầm hàng khủng nhất của rừng con tôm từng được phát hiện ra mọi người ha. À, rồi đây cái thân này, xem cái thân nha mọi người. À, nhiều kinh khủng luôn mà. Chung là đếm không xuể đâu mọi người. Nãy em đếm sơ qua là cũng phải 80-90 thân rồi đó. À, cả da cả tơ 80-90 thân. Mà nó nhiều. Nó số lượng nhiều vậy thì anh em khi mà về trồng chăm sóc vườn sau cái mùa hoa bắt đầu là cái thời điểm đó nó lên măng mầm á thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Rồi. Này thì em nghĩ là về các bác phải kiếm một cái góc nào thật là to ở trong vườn để chúng ta có thể là treo, chúng ta trưng bày để anh em khách quý khi mà tới xem tới ngắm cây thì có thể là dễ dàng là được ngắm thấy ha. Rồi. Quan trọng nhất là mới từ rừng về luôn ha. Quá kinh điển. Rồi. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip về những cái giống lan đẹp đặc sắc tiếp theo. Hôm nay là về lan có tên gọi là Hoàng Phi Hạt. Già làng khủng nhất từ trước tới nay được phát hiện ra mà đặc biệt nguyên bản, khỏe đẹp bám chắc chắn nữa mọi nha. Giá là 1.5 triệu. Bao ship mọi người ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.